VinFast VF5 Plus, chiếc xe có chi phí vận hành tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chi phí sạc pin. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm sạc pin cho em VF5 này nhé. VF5 sử dụng viên pin có dung lượng khả dụng 37,23 kWh, thời gian sạc pin nhanh nhất từ 10 đến 70% là 30 phút. Với dung lượng khả dụng gần 40 kWh nhưng cho quãng đường di chuyển lên tới hơn 326 km cho một lần sạc đầy, quá ổn với mẫu xe này. Như vậy thì với 100 km di chuyển, chúng ta chỉ mất đâu đó khoảng 40.000 đồng tiền sạc, tương đương với mẫu xe xăng chạy khoảng 1,8 lít trên 100 km. Đừng kinh ngạc vì điều này. Và lợi thế đặc biệt của động cơ điện, bạn di chuyển càng nhiều, chi phí năng lượng lại càng tối ưu. Điều này vô cùng phù hợp với những ai đang có ý định sở hữu VF5 làm chiếc xe dịch vụ hoặc di chuyển nhu cầu cao. Hãy cùng thử so sánh với xe động cơ xăng cùng phân khúc. Nếu nhu cầu di chuyển của bạn không cao, chỉ dưới 1.500 km một tháng, với trường hợp bạn mua pin, chi phí sạc pin sẽ vào khoảng 600.000 đồng một tháng. Nếu bạn thuê pin, chi phí năng lượng sẽ bằng chi phí thuê pin cộng với chi phí sạc pin khoảng 1.800.000 đồng một tháng. Đối với xe xăng cùng phân khúc, chi phí năng lượng sẽ rơi vào khoảng 2.625.000 đồng một tháng. Như vậy, với nhu cầu di chuyển khá thấp, bạn cũng đã tiết kiệm được tối thiểu khoảng 800.000 đồng một tháng. Với nhu cầu di chuyển nhiều hơn, từ 1.500 đến 3.000 km trên một tháng, chi phí năng lượng sẽ như sau. Đối với trường hợp bạn mua đứt pin, chi phí sạc pin là khoảng 1.200.000 đồng. Còn với trường hợp bạn thuê pin, thì chi phí thuê pin cộng chi phí sạc là khoảng 2.800.000 đồng. Chi phí cho một xe xăng cùng phân khúc với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít trên 100km là khoảng 5 triệu 250.000 đồng. Như vậy là chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 2 triệu 450.000 đồng. Ở mức 5.000 km trên một tháng, với trường hợp bạn mua đứt pin thì chi phí sạc pin chỉ là 2 triệu đồng một tháng. Chi phí thuê pin cộng chi phí sạc là khoảng 4 triệu 700.000 đồng. Còn với xe xăng cùng phân khúc với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít trên 100km thì chi phí này là 8 triệu 750.000 đồng. Tức là chúng ta đã tiết kiệm được hơn 4 triệu 050.000 đồng. Ở mức 10.000 km trên một tháng, chi phí thuê pin cộng với chi phí sạc là khoảng 6 triệu 700.000 đồng. Còn nếu bạn mua đứt pin thì chi phí sạc chỉ khoảng 4 triệu đồng. Với xe xăng cùng phân khúc với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít trên 100km thì chi phí này tương đương 17 triệu 500.000 đồng. Như vậy là chúng ta đã tiết kiệm tới hơn 10 triệu 800.000 đồng. Như vậy, so với chi phí vận hành của xe xăng cùng phân khúc, ở trường hợp bạn mua đứt pin thì chi phí vận hành chỉ bằng khoảng 20%, còn với trường hợp bạn thuê pin thì chi phí vận hành cũng chỉ bằng khoảng 50% mà thôi. Huyền Anh này, hôm vừa rồi anh có nghe nói là em đi bảo dưỡng chiếc xe máy của em thì không biết là chi phí bảo dưỡng hôm đó hết bao nhiêu nhỉ? Để em nhớ xem nào, cả thay dầu, lọc dầu hôm đấy là em phải hết đến cả tiền triệu đây anh ạ. Vậy thì em sẽ phải bất ngờ với thông tin anh sắp chia sẻ cho em và các quý vị khán giả được biết. Mới đây thì một chủ nhân chiếc xe VinFast VF5 Plus đã chia sẻ về hóa đơn bảo dưỡng chiếc xe VF5 Plus ở mốc 12.000 km với chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng chưa đến 1 triệu đồng. Như vậy là còn rẻ hơn cả chi phí bảo dưỡng chiếc xe máy của em đấy. Xe điện có cấu tạo đơn giản hơn xe động cơ đốt trong rất nhiều, vì vậy mà quy trình bảo dưỡng cũng đơn giản hơn, tốn ít chi phí hơn. Một lần bảo dưỡng cho xe điện chỉ xoay quanh khoảng vài trăm nghìn cho cấp bảo dưỡng nhỏ và vừa, và xoay quanh khoảng 1 triệu đồng cho cấp bảo dưỡng lớn. Xe điện có chu kỳ bảo dưỡng dài, số lần bảo dưỡng trong một chu kỳ 120.000 km chỉ là 12 lần, tức là bằng khoảng một nửa so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chính vì vậy, nếu chia chi phí bảo dưỡng trung bình trong một tháng thì xe điện sẽ tối ưu hơn xe sử dụng động cơ đốt trong rất nhiều. Đặc biệt, với việc chúng tôi đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam thì chi phí thay thế phụ tùng là một lợi thế cạnh tranh. Nếu bạn đang có ý định sử dụng VF5 làm chiếc xe kinh doanh cho mình thì không nên bỏ qua những thông tin vô cùng hấp dẫn sau. Vừa qua vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, GSM cho ra mắt nền tảng Xanh SM Platform cùng nhiều chế độ sinh lời bền vững, chia sẻ cơ hội kinh doanh lên đến 80% cùng nhiều chế độ hấp dẫn. Xanh SM Platform chiêu mộ tài xế cùng chuyển đổi di chuyển xanh. Chính sách ưu đãi vay mua xe với lãi suất chỉ 5% trên một năm trong 2 năm đầu, thu hồi vốn trong 3 năm. Khai thác sở hữu nguồn khách hàng vô cùng lớn của GSM cùng hàng loạt chính sách hấp dẫn khi gia nhập Xanh SM Platform. Hiện VF5 đang được mở bán với hai hình thức lựa chọn mua xe. Giá xe đã bao gồm pin kèm sạc là 559 triệu đồng. Giá xe chưa bao gồm pin kèm sạc là 479 triệu đồng. Đây là mức giá lý tưởng so với nhiều mẫu xe trong cùng phân khúc. Đặc biệt khi VF5 sở hữu nhiều ưu điểm ưu việt, thời trang, công nghệ và là lựa chọn tối ưu cho mẫu xe điện đô thị.